mưa gió mà. Nè coi mua đâu. Còn nguyên cũng bón được mấy sách, qua bác như nó lấy không một. Lấy một sách luôn qua. Nam số còn số 10 nè. Rồi xin chào quý anh chị đã xem video của em nha. Lâu quá không quay coi. Rồi. Rồi số 10 đầu tiên nha anh chị, cơm tôm nghe, chủ nhật ngày 31 tháng 12. Đó. Năm 2023. Ba tôm. Hơi chín. 47. Rồi mấy cái đây là cái đại thừa Thiên Quế nè. Cũng ngày 31 tháng 12 luôn. Chiều nay sổ luôn 45. 23. Tôm. Đó, đại Thiên Quế 20 tạ, hơi 20 tạ nghe, cái đây còn nguyên hết luôn quả. Bơ cái này. Còn nguyên 20 tạ luôn nè, tôm ba mà nè. Còn nguyên 20 tạ luôn nè, cái đây nè. 345 cũng còn nguyên. Nè. Có còn nguyên hơn mấy tàu luôn, có mua đâu. Bả 30 tóm 45 còn nguyên. Rồi cơm tôm này 50 tóm 60 thôi à. Mà lại số đó à. 31. Đây 35 à, lấy 35 à. 35. Rồi tóm 10 99 43 3 4 35 16 66 tôm 4 93 không bả đậu nhiều số rồi. 34 cũng đẹp lắm mẹ. 25 205 34 43 bả 43 số nào thấy cũng ăn hết. Đó, số nào thấy cũng ăn hết mà. Ủa, số nào thấy hôm nay số đẹp không, số đẹp đẹp không mà ít người mua. Đâu rồi? Bảo sắp lấy một tài. Rồi. Rồi. Cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Chúc anh chị chiều nay may mắn phát lộc phát tài mua giấy số nha. Rồi thì anh chị mua giấy số là điện thoại cho em, muốn giữ giấy số nào anh điện thoại cho em là 0968634712 nha anh chị. Đó. Zalo luôn nha anh chị, số Zalo luôn 0968634712. À, có gì anh chị cái bọn Zalo với em rồi anh chị điện số nha anh chị. Anh chị em chụp hình giữ số là cho anh chị, hoặc anh chị lấy trước về 5 giờ 20 ngàn. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị anh chị cô bác luôn nha.